Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì bạn biết ở đó, Tago là một cái gì đó mà dạo gần đây nhiều bạn tìm tìm kiếm đến. Và Tago là một cái gì đó mà giống như là được phổ biến ở rất là nhiều bạn. Và dạo gần đây mình cũng nhận được một số câu hỏi, đó chính là từ những bạn newbie, từ những bạn mới học, đó chính là anh ơi, Tago nó 78 lá, một lá như vậy nó có tới mấy chục nghĩa lận, thì làm sao em có thể học được mà bằng 78 lá nữa, thì con số nó kinh khủng đến cỡ nào, chắc là một lá 10 nghĩa thì chắc là tới 780 nghĩa, thì làm sao học được, rồi ghép nó vô thế này thế kia nữa thì làm sao mà em ghép được, thì anh có cái cách nào để hướng dẫn cho em cái cách học hay không. Thì dạo này mình nhận được cái câu hỏi dạng như vậy rất là nhiều. Thì ok, mình biết hiểu cái cảm giác của các bạn, vì trước đây mình cũng đã từng như các bạn rồi. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách, đó chính là giải bài cho người khác, nhưng bạn không cần biết quá nhiều nghĩa. Nghe thấy nó hơi kỳ đúng không? Không cần biết quá nhiều nghĩa, mình hứa với bạn điều đó luôn. Chỉ cần một lá, bạn nắm cho mình được một nghĩa cơ bản, bạn hoàn toàn có thể giải được cho người khác. Vậy thì làm như thế nào để làm được điều đó, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói vấn đề đó ha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Về đầu tiên các bạn, thì bạn hãy giúp mình, đó chính là gọi tên lá bài. Thì gọi tên lá bài thì mình nghĩ là các bạn thấy một, các bạn cũng có một cái cảm quan, ví dụ như các bạn gặp một cái gì đó thì các bạn cũng đủ biết là nó xấu hay nó đẹp. Và coi phim thì các bạn có cảm giác là người này là người thiện, người này là người tốt, hoặc là người kia là người xấu, các bạn cũng có cảm giác như vậy đúng không? Thì lá bài nó cũng na ná là như vậy. Ví dụ như bạn cầm một cái lá bài lên, bạn nhìn thấy hình ảnh của nó tươi tắn vui vẻ thì bạn thấy có vẻ là tích cực. Còn nhìn một cái hình ảnh mà nó tăm tối quá, hoặc là nó bị nhìn nó căng thẳng quá, hoặc là nhìn nó xấu xa quá, thì các bạn có thể đủ biết được là nó bị đau thương, là bị tổn thương, là bị một cái gì đó gọi là nó bị tiêu cực đúng không? Nhìn hình thì mình nghĩ là các bạn biết. Thì hãy cố gắng giúp mình điều này, đó chính là bóc bài ra và gọi tên lá bài đó lớn lên. Gọi tên lá bài đó lớn lên, ví dụ như mình bóc ra một lá như vậy. Mình nói một chút xíu nha, đó chính là ví dụ như các bạn bóc mà nó không có chữ như vậy á, thì các bạn nhìn lên cái số trên đó giúp mình nè, đó là số mấy, số là mã. Và trong nguyên tố này là nguyên tố gì? Nguyên tố cúp, thì nó là lá 6 cúp. Còn nếu mà chủ những cái khác, ví dụ như ở đây là số 8, mà hình ảnh như là những cái kiếm thì là 8 kiếm. Và nếu mà nó có những lá mà nó có tên sẵn như vậy nè bạn, thì các bạn cứ đọc tên nó ra luôn là The Moon. Đấy, ví dụ là như vậy. Thì các bạn cầm bài lên và cứ xào thôi, và cứ đọc tên nó ra. Tại sao cần phải đọc tên nó ra thì lát thì mình sẽ nói nha. Ok, bây giờ mình giả bộ mình xào nè. Rồi mình bóc lá này ra. Đây là lá 6 cúp. Rồi ok. Và tiếp tục đi là lá Khi Ngọc Cúp. Khi Ngọc Cúp. Thì các bạn đọc ra như vậy á, tại sao phải đọc như vậy? Và khi mà đọc ra bạn là chưa đủ, bạn đọc ra đi kèm với cái biểu đạt cảm xúc của bạn về ý nghĩa của lá đó nữa. Ví dụ như mình nhìn thấy lá Khi Ngọc Cúp là tốt, ví dụ mình nói Khi Ngọc Cúp đẹp. Đã bao giờ bạn cảm thấy một cái sự việc như khi mà các bạn xem bài á, sẽ có một kiểu như Khi Ngọc Cúp nè, bốn gậy nè, ôi The Tower, rồi xong rồi ba kiếm rồi. Đấy, cái biểu đạt cảm xúc của bạn nó phải là như vậy. Và kiểu như khi mà bóc ra một lá bài á, hãy cố gắng giúp mình biểu đạt cái cảm xúc của bạn đối với cái lá bài đó. Đấy, ví dụ như hai cúp, các bạn đủ biết được lá bài đó là cái lá bài tích cực hay là tiêu cực. Tại vì khi mà các bạn đọc cái lá bài đó lên á, nó sẽ thứ nhất có một hiệu ứng gọi là hiệu ứng mồi, đủ cho các bạn biết được lá này nó đang như thế nào, nó có tốt hay không, nó có xấu hay không. Đó là cái bước đầu tiên các bạn phải biết được, đó chính là gọi tên lá bài kèm với cái biểu đạt cảm xúc bên trong bạn nữa, để bạn có thể thứ nhất là bạn liên kết với bài nhiều hơn bạn ha. Thì các bạn, thì mình sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu, đó chính là tại sao phải đọc tên của lá bài ra. Thì các bạn biết rồi đó, hồi xưa chúng ta học bài á, khi mà chúng ta đọc ra như vậy chúng ta sẽ dễ thuộc hơn là đọc trong đầu. Tại vì khi mà nói ra nó sẽ có cái hình thức gì đó gọi là nó sẽ ghi nhớ lại. Đấy, ví dụ như các bạn muốn nhớ bài các bạn phải ghi ra, các bạn đọc lại, thì khi mà nhẩm ở trong đầu á, nó sẽ rất là trôi đi. Đầu mình nó giống như một cái dòng chảy, các bạn khi mà nhớ qua cái nó sẽ trôi đi, khi bạn đọc ra vậy nó sẽ giữ những cái từ đó lại. Đấy, cho nên là mình khuyên các bạn là đọc ví dụ như là đây hai cúp đó, các bạn đọc ra biểu đạt ra và bạn nhớ trong đầu, đây là lá hai cúp. Và khi mà bạn đọc ra như vậy, nó sẽ tạo cho bạn một cái hiệu ứng, nó gọi là hiệu ứng như lúc nãy mình có nói là hiệu ứng mồi. Thì hiệu ứng này á sẽ là cái hiệu ứng nó giúp cho bạn, nó sẽ tạo ra một cái nền căn bản. Ví dụ như bạn không biết ý nghĩa của lá đó là như thế nào, không biết lá đó nó nói về cái gì luôn, nhưng khi bạn đọc lên như vậy, nó sẽ tạo cho bạn có một cái gì đó gọi là sẽ đi theo nó, sẽ được xây dựng từ dưới đi lên. Đấy, ví dụ là như vậy. Cho nên là cái việc đọc ra cảm thấy nó hơi dư thừa một chút xíu, nhưng mình cảm thấy nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là để gì, nó tạo một cái nền cơ sở để giúp bạn phát triển những cái câu nói về sau của bạn. Nên là
Ngại gì mà không đọc, đúng không? Đọc cũng đâu mất gì đâu, nên các bạn cứ thử như mình đi, cứ đọc lá tên lá bài ra kèm cái biểu đạt cảm xúc, thì giống như là sẽ có từ để các bạn nói về cái lá bài đó các bạn nhé. Và cái bước thứ hai bạn, đó chính là một cái bước này là bước rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó chính là mô tả. Đúng, các bạn đã học về cái vấn đề mô tả, tả vật, tả người, tả cảnh ở từ hồi cấp 1 rồi, đúng không? Thì bây giờ trong Tarot chúng ta sẽ học lại cái đó một lần nữa. Thì có một số bạn nói là tại sao cần phải học mô tả, tại sao không học là ở lá này nó là nghĩa gì, chiến thắng, được tự hào, quang minh chính đại, được người ta coi trọng, tại sao không học những cái lá nghĩa vậy, nhưng mà tại sao phải học về sự mô tả? Thì thật sự với bạn như thế này, ví dụ bạn là một người đầu bếp, ví dụ như người ta đưa bạn một cái công thức, đó chính là muốn nấu trứng là phải lấy 2 quả trứng đập vào, thì bạn sẽ làm theo một cái cách dạng nó rất là máy móc và bạn sẽ không thể biến tấu được cái khả năng của bạn. Cho nên là khi mà bạn chỉ học được cái cách làm thôi, bạn biết được là cái hương vị này nó như thế này thì làm như thế nào đó học, thì bạn sẽ có những cái công thức, những cái cách khác. Ví dụ người ta bỏ hay hay 2 muỗng muối thì bạn sẽ bỏ 2 muỗng khác gia vị khác vào và để nó ra cái hương vị đó. Và thật sự với bạn nó sẽ không máy móc và bạn không phải nhớ quá nhiều. Quay về tao hot, nếu một lá nó chỉ có bao nhiêu nghĩa, bạn chỉ học nghĩa của nó thôi thì nó sẽ không giúp ích được cho bạn về cái cách sau này bạn mở rộng nghĩa. Ví dụ như bạn sẽ bị dùng nghĩa nó rất là bị máy móc và bạn sẽ không thể biến tấu nó thành những cái nghĩa ở tương lai được. Ví dụ the fool á, bạn học đó là lá khởi đầu đúng không, the fool là khởi đầu, bạn cứ học nó là khởi đầu khởi đầu khởi đầu vậy. Mốt nếu mà một người nào đó hỏi về vấn đề là công việc chị sắp tới như thế nào, thì bạn không lẽ bạn nói là chị sắp đổi việc hả, đúng không? Đâu bao giờ nó là như vậy. Và the fool nó thì cho sự khởi đầu, nó cho cái gì đó mới mẻ, thì có thể nói là chị này có thể được thăng chức chẳng hạn, ví dụ là như vậy. Bạn phải biết được cái cách, cái hình ảnh, cái sự mô tả của sự vật sự việc đó, và bạn biết cách ứng dụng vào những giải bài khác. Nên đừng cố gắng giúp mình, đừng có sử dụng những cái từ ngữ quá máy móc. Và thật sự với bạn, trong đây chúng ta có 78 lá bài. Và nếu mà bạn cứ nhớ như vậy thì chắc chắn với bạn là bạn sẽ rất là khó để nhớ, và lúc nào chắc bạn đi trả bài cũng phải cần có một cuốn sổ đi kèm để nó ghi lại những cái thông tin ý nghĩa lá bài. Và thật sự với bạn là mình không không ủng hộ trong cái việc đó, chính là học một cái cách nó quá máy móc, và một lá bài chỉ học học đúng kiểu như vậy mà không biết thêm thì mình nghĩ là nó không giúp ích được chúng ta quá nhiều đâu bạn ha. Nên mình thường là mình nói với các bạn học viên của mình là mình sẽ hướng dẫn cách mô tả hình ảnh cho cái lá bài đó, để sau này các bạn có thể mở rộng bao nhiêu nghĩa thì các bạn tùy thích. Thì thật sự với bạn cái mô tả nó rất là quan trọng, và các bạn hãy cố gắng giúp mình tập mô tả cái lá bài của bạn nếu bạn là người mới. Còn nếu bạn đã quen với cái việc mà nắm nghĩa từng lá bài rồi thì ok, cái đó là việc của bạn, mình không có quan tâm vào, không có xíu vào cái vấn đề đó của bạn. Thì mỗi người sẽ có cách học viên, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà giống như là để mô tả lá bài như thế nào bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ demo mô tả thử 3 lá bài ha, rồi mình cứ bóc từ trên xuống thôi. Rồi, ở đây mình thấy là đây là lá gì bạn? Đây là lá ba kiếm. Bạn nhìn cảm quan nó trong vòng 3 giây, bạn cảm thấy như thế nào? Đây là lá bài như thế nào bạn? Tiêu cực đúng không? Nhìn là thấy là đã thấy tiêu cực rồi. Đầu tiên mô tả thì mô tả như thế nào đây? Bạn nhìn vào lá bài, bạn thấy những cái gì bạn nói đó. Ok, đầu tiên là có đám mây, trời mưa, tim và kiếm. Rồi, ok. Một chiếc. Rồi bây giờ mình sẽ mô tả. Đầu tiên chúng ta thấy bầu trời rất là xám xịt. Có mây và trời mưa nữa, thì mây mà có mưa thường buồn, đấy thường là buồn, và đại diện cho cái gì đó nó không được ổn lắm, và cũng như cái gì đó gọi là bất ổn. Nên thường các bạn coi phim á, thường mà có cái vấn đề gì ma quỷ hay là một cái vấn đề gì đó bất hạnh là trời nó sẽ đổ cơn mưa, đấy mưa nó thể hiện cho cái sự gì đó gọi là nó huyền bí, và mưa thì cho cái gì đó nỗi buồn, và nó mưa đôi khi nó sẽ thể hiện cho sự mất mát nữa bạn ha. Đầu tiên chúng ta thấy mưa, rồi đầu tiên có một trái tim, rồi trái tim thì cho gì bạn? Tình cảm, tình yêu, sự tin tưởng, sự gì đó gọi là cảm xúc đó. Nhưng mà bị 3 trái tim đâm vào và xuyên thấu qua gươm mà bạn, thì bạn sẽ cảm giác như là chiến đấu nè, đấu tranh nè, quyền lực nè, rồi hơn thua nè, rồi binh pháp, ví dụ là như vậy. Thì những cái thanh kiếm này đâm xuyên qua như vậy thì cho cái sự là làm tổn thương, đúng không? Bạn nhìn thấy làm tổn thương trái tim và tổn thương những cái này, những cái hình ảnh này nó thể hiện cho cái gì bạn? Nhìn vào các bạn sẽ thấy đau đớn, tổn thương, mất mát, và kiểu như thể hiện cho sự gì đó gọi là ba kiếm mà trái tim đâm xuyên qua thì sẽ liên tưởng tới sự phản bội và thiếu lòng tin, mất niềm tin với một ai đó và bị suy sụp tinh thần bởi một cái gì đó. Đấy, các bạn nhìn vào hình đó, các bạn miêu tả thì chúng ta sẽ có bao nhiêu keyword các bạn? Đau đớn, tổn thương, mất niềm tin, bị phản bội và bị gì đó gọi là suy sụp tinh thần. Đấy, chúng ta có rất nhiều nghĩa và đây là lúc mà chúng ta nói ra. Đấy, chúng ta đã nói ra rồi, bạn chỉ cần nhớ là một nghĩa. Bây giờ mình úp lá bài xuống,
Bạn hãy nhắm mắt lại giúp mình, lá ba kiếm như thế nào bạn? Ba kiếm là một đám mây, hình trời mưa, chứ một trái tim, những cái kiếm đâm xuyên qua thì lúc này những cái hình ảnh, những cái keyword nó sẽ nhảy ra trong đầu khỏi đầu của bạn, đó chính là tổn thương, đau đớn, suy sụp tinh thần, bị phản bội, mất lòng tin và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bên trong. Đấy, các bạn có cảm thấy không? Kiểu như chỉ với hình một cái mô tả đơn giản thôi mà các bạn đã có rất nhiều nghĩa rồi, đã có quá trời nghĩa luôn. Và nếu các bạn làm vậy với lại những lá khác thì mình cứ tiếp tục ha. Rồi, đây là lá bảy kiếm. Rồi, bảy kiếm nó thể hiện cho điều gì bạn? Bạn nhìn vào hình nè, bạn thấy cái gì? Lèo, rồi ok lèo. Đất bằng phẳng, đồi núi, màu vàng. Một cái anh hề, ông này ông gì mình chẳng biết, ok, một cái người nào đó đi thôi. Họ đang ôm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 cái kiếm, 5 cái kiếm, họ đang ôm 5 cái kiếm, họ đi. Họ còn rơi lại hai cái kiếm. Nhìn mặt họ như thế nào bạn? Mặt ông này ông như mãn nguyện á. Để mình, ok, mình tưởng tượng một chút xíu nha. Thường các bạn, nếu mà người ta ăn cắp á, là người ta phải sợ đúng không? Người ta ăn cắp là người ta phải sợ, người ta phải lo lắng. Nhưng mà hoặc ông này ông rất là mãn nguyện với những cái gì ông có trên tay, và ông không có gì, cái dáng vẻ ông đi rất là ung dung, ông không có gì gọi là sợ sệt, và không có gì gọi là một cái gì đó gọi là một cái dạng tiêu cực, và cũng không, chẳng có gì gọi là sợ sệt cả, không có sợ gì luôn á. Kiểu như là đi giữa chỗ không người, giữa trời sáng mà ông ăn cắp từ những cái gươm trong lều điện ra, mà với phong thái rất là ung dung, chẳng có cảm giác gì mà gọi là sợ sệt hết. Thì điều này chúng ta rút ra được cái gì bạn? Đó chính là người này là một người họ chắc họ biết họ đang làm gì. Có thể ông biết được là ở đây không có dán, ở đây dán cái dẻ, ở đây không có ai, hình như là những cái người ở cái lều này đi hết rồi, nên là ông rất là tự tin, ông vô làm lấy được liền. Cái thứ hai nữa là ông đi với một cái phong thái gọi là rất là mãn nguyện, có nghĩa là ông cảm thấy ông làm vậy là đúng đúng không bạn? Thường người ta ăn cắp á, thường sẽ bị cái tôi á, nó sẽ cảm thấy bị tội lỗi, nhưng mà ông làm vậy ông cảm thấy ừ chắc tôi đúng, chắc chỗ này nhà nó giàu quá, tôi ăn cắp và tôi phát cho người nghèo chả sao cả. Đấy, người họ đúng, và cái cách họ rất là tự mãn và họ rất là tự tin. Thứ nhất là họ tự tin, như bạn họ tự tin về cái khả năng của họ là ừ chắc buổi sáng không có ai đâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa họ mãn nguyện với những cái kết quả họ làm ra. Vậy thì lá này chúng ta có thể rút được nghĩa như thế nào đây? Đó chính là biết bản thân mình đang làm gì, và bạn biết rồi đó, kiểu như họ đi một mình và họ không có cái sự gì đó gọi là có những người khác. Đấy, kiểu như là tự cho những gì mình làm là đúng và cảm thấy những gì mình làm là đúng, không cần sự giúp đỡ và không có sự gì đó gọi là tin tưởng người khác, và họ đây là người đơn thân độc mã, thích làm việc một mình, thích ở một mình, và họ thích tất cả những cái gì của họ là một mình, và họ không cần có sự giúp đỡ của ai, không cần có sự hỗ trợ từ ai cả, và họ mãn nguyện với điều đó. Đấy, các bạn thấy không? Và đó là ý nghĩa của lá bảy kiếm luôn đó, và các bạn thấy nó rất là đơn giản, chỉ cần các bạn tưởng tượng lại, nhìn vào lá bài mô tả một chút xíu thì mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái gì đó gọi là nhiều keyword hơn và nhớ lâu hơn, dễ nắm nghĩa hơn. Mình giải thích như các bạn, mình thấy các bạn có cảm thấy là nó dễ hiểu không? Có đúng không? Rồi ok, tiếp đến mình lên lá cuối cùng đi ha, là lá chính kiếm. Chính kiếm thì cho điều gì bạn? Nhìn vào chính kiếm giúp mình, bạn hãy miêu tả giúp mình nha. Rồi rồi ok, đúng rồi bạn ha, một người giường và chính cái kiếm ở trên đây. Thì rồi suy nghĩ chút xíu nè, chính kiếm, và khi mà bạn nhìn vào lá chính kiếm với bạn thì chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi là ủa tại sao mà người này họ không ngủ, tại sao họ không ngủ đi mà họ tự nhiên họ giật mình vậy, và họ đang có những hành động gì vậy, họ đang khóc đúng không, họ đang cảm thấy cái gì đó gọi là không ổn, hoặc là họ đang gặp ác mộng đúng không. Thì nói nghe nó hơi ghê một chút xíu vậy, nhưng mà các bạn có cảm giác là có một số vụ án mạng á, có nghĩa là những người mà giống như họ là người sát nhân á, thì tối khi họ ngủ á, họ sẽ cảm thấy họ không ngủ yên, và họ có cái cảm giác là lúc nào những cái người mà do họ sát hại á cũng tới đòi mạng của họ, và họ cảm thấy khó chịu, họ không ngủ được, họ bị ám ảnh những cái đó. Thì hình ảnh này bạn thấy nó giống không? Ừ, nó khá là giống đúng không? Kiểu như là người ta không ngủ vì họ hối hận, và họ nhìn nhận là những cái tội lỗi của họ, và họ nhìn nhận là những cái gì đó trải qua nó không được tốt á. Thì lá này á, đầu tiên bạn hãy giải sao, đầu tiên á, chính kiếm thể hiện cho cái sự gì đó gọi là hối hận về những điều đã qua, ám ảnh và những điều đã xảy ra rồi, và có thể nói là lo lắng, nó cũng thể hiện trong lá chính kiếm này luôn bạn ha. Thì cho sự lo lắng nè, cảm thấy tội lỗi nè, cảm thấy bản thân không được tốt nè, và cảm thấy những việc dường như là nó không được ổn. Và có thể nói khi mà chính kiếm nó xảy ra, bạn có thể nhìn hình dung được là ok, đã này thì cho sự lo lắng, thì cho sự hối hận, thì cho sự bị tổn thương những điều đã giải qua, và chính kiếm này nó cũng thể hiện cho cái sự gì đó gọi là người này là người mà họ giống như là trong đầu họ sẽ đặt câu hỏi là giá như mà trước đây, giá như mà, thể hiện cho sự tiếc nuối đó bạn ha. Và đó thì mình cũng đã
demo cho các bạn thử về ba lá và cái giờ hãy ôn bài lại thử nha. Ví dụ như là bảy kiếm như thế nào, ba kiếm thì như thế nào và chín kiếm. Ô, bây giờ mới để ý nãy giờ mình bóc toàn là một kiếm không đấy. Đó là các bạn hãy cố gắng làm tương tự như vậy đối với những cái lá còn lại ha. Và mình nghĩ là khi mà bạn làm được như vậy rồi, bạn sẽ có một cái vốn từ, một cái bảng keyword của các bạn và nó có thể giúp bạn để các bạn trải bài rất là nhiều nữa. Và ok, nếu mà như vậy thì đã đủ chưa bạn? Chưa đủ bạn nha. Nếu mà như vậy thôi thì chưa đủ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách để bạn có thể trải cho người khác bạn nha. Rồi, vấn đề đó cũng khá là đơn giản thôi, bạn cứ xào lên thôi. Bạn hãy chọn giúp mình những người bạn nào bạn cảm thấy thân nhất. Vì những bạn thân thì nói chung mình nói sai thì nó cũng không có chửi mình. Đấy, ví dụ là như vậy. Bạn hãy chọn cho mình những người bạn thân của bạn hoặc là người nhà ai cũng được. Rồi, bây giờ bạn họ hỏi họ là tính cách của họ như thế nào đi. Tính cách của họ như thế nào thì bạn cố gắng giúp mình bóc một lá thôi, không cần bóc nhiều, một lá duy nhất thôi nha. Rồi ok, ví dụ nha, mình bóc một lá ra đi. Không biết gì, không biết gì, không biết gì hết. Rồi bóc một lá ra. Rồi ở đây mình ví dụ là về lá strength đi bạn ha. Đầu tiên các bạn hỏi về tính cách của người đó. Tính cách của bạn, cách tính bạn cứ sao bạn lên. Tính cách của người đối diện như thế nào, người mà tên đó đó bạn, ví dụ là tên tên A là như thế nào thì bạn bóc ra lá strength. Và điều này á, bạn chưa cần giải liền đâu, bạn hãy cố gắng giúp mình mô tả cái trải bài. Bạn có thể nói với người bạn bạn là ê mày ơi, tao mô tả cái bài này nè để tao coi thử là cái tính cách của mày nó có giống vậy hay không nha. Nó ví dụ là vậy thì bạn nói là Last Chance đi, cho có sự là một người phụ nữ, họ đang âu yếm cái con sư tử của họ và con sư tử này là một cái gì đó rất là dữ tợn, một cái gì đó khó thuyết phục và khó thuần phục, nhưng mà họ bằng cái sự gì đó gọi là cảm thông, bằng cái sự gì đó âu yếm, bằng cái sự gì đó chân thành, bằng cái sự gì đó kiên nhẫn thì có thể thuần phục được con sư tử này. Và bây giờ con sư tử này nó rất là ngoan trong tay người này và một cái dấu vô cực ở trên đầu của vị người này gọi là người thiên thần đấy bạn ha. Ví dụ là vậy, người thiên thần này á, thì tự nhiên cái dấu vô cực này đại diện cho cái sự gì đó gọi là không kiểm soát được, vô hạn, cái là cái nghĩa là về cái khả năng, về cái kiến thức, về cái những cái gì đó gọi là tri thức con người là không có giới hạn. Thì đúng là vậy, tất cả chúng ta những cái tri thức đều không giới hạn. Thì nhìn trên bài thì bạn chốt là giúp mình là trước đây á, đã từng có một cái gì đó nó khó đạt được, nhưng mà bằng cái sự kiên trì của mày, bằng cái sự gì đó đam mê của mày, bằng cái sự gì đó yêu thương, yêu thích cái vấn đề này của mày, mày đã làm được chưa? Đấy, ví dụ như người kia nói là ừ đã rồi thì bạn có thể thấy được là bạn cũng đã bắt đầu giải được. Có thể là giải nó chưa có giỏi, nhưng mà bạn bằng cái sự miêu tả của trên lá bài bạn đã có thể giải được cho người đó. Mình ví dụ tiếp, vậy có thể nói là hình như là mày là người, bạn tự bạn suy ra thôi, mày là người rất là có cố gắng đúng không? Mày là người rất là biết kiên trì trong một cái vấn đề đó, và thật sự mày là một con người mà giống như là ai nói mày không thể thì mày phải làm cho có thể, giống như những cái việc người ta cảm thấy là ừ khó đạt được đó nhưng mà mày vẫn sẽ đạt được. Đấy, bạn bằng những cái cách miêu tả lá bài này bạn đã có thể giải được cho bạn đó rồi bạn ha. Đấy, bạn có thể thử, và sau khi mà bạn thử xong thì quay lại đây comment dưới clip cho mình biết nha. Và đó thì mình cũng đã hướng dẫn bạn cái cách mà kiểu như là bằng hình thức miêu tả, không cần biết quá nhiều nghĩa, bạn vẫn có thể có một cái vốn từ vựng riêng cho mình, vốn nghĩa riêng cho mình, và bằng cái cách mô tả lá bài, hình ảnh lá bài thôi mà bạn đã có thể giải được cho người khác một cái cách nó khá là chính xác rồi. Cho nên là mình nghĩ là trong video này bạn cứ giúp mình hai bài tập. Thứ nhất là bài tập về tạo keyword riêng cho bạn, thứ hai là giải cho người khác bằng cách miêu tả lá bài. Tập cho mình hai bài tập này trước ở nhà và cứ xem thử cái kết quả của bạn nhận lại như thế nào nha. Có gì thì cứ quay lại video này comment xuống cho mình biết nha. Và đảm bảo với các bạn thì video này nó sẽ có phần 2. Ở clip sau mình sẽ làm về vấn đề đó chính là bạn giải bài như thế nào mà cho người ta cảm thấy là nó suông, nó mượt, nó đi vào tai người người khuôn hình của chúng ta hơn. Thứ hai là biểu đạt cảm xúc của bạn khi mà giải bài làm như thế nào để cho tốt, để cho người nghe họ cảm thấy họ thuyết phục hơn. Thì các bạn nếu mà thích mình làm về cái chủ đề này tiếp tục làm phần 2 thì cứ comment bên dưới để cho mình biết nha. Và ok thì chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Tại vì thật sự với bạn là do là mình muốn các bạn học từ từ, khi mà mình nhồi hết tất cả mọi thứ vào một video thì có thể là nó sẽ bị phản tác dụng, hoặc là các bạn sẽ học rất là nhanh nên là nó không đạt được cái kết quả như bạn mong muốn, nên là mình sẽ chia những cái phần ra cho các bạn dễ học và dễ đi theo những cái bài bản của mình để cho các bạn dễ học và dễ tiếp cận ta hơn bạn ha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.